Xin chào các bạn, mình là Bến đây. Thật sự thì mình đã hết kiên nhẫn cho cái việc chờ Realme GS 2.2 rồi, cho nên là mình sẽ thử tìm trên CH Play coi có không nha mấy bạn. Wow, có thiệt luôn nè mấy bạn ơi. Season 4, trời ơi, mùa 4 luôn á. Mấy bạn có thể thấy 2.7 sao với hơn 5k review và 500.000 lượt download. Chúng ta đã có Final Dash 2.2. Rồi, còn bây giờ thì tải thôi. Trước khi tiếp tục thì mình muốn thông báo với các bạn là chỉ còn 80 người nữa thôi là kênh của chúng ta sẽ đạt 10.000 người đăng ký. Thế nhưng mà khi mà mình nhìn thấy cái bảng này thì... Lần đầu tiên, trái thanh long có trong mì tôm. Cho nên là các bạn hãy nhớ đăng ký và theo dõi kênh mình nha. Còn bây giờ thì vô game thôi. Màn hình loát đàng hoàng nha. Đây, Final Dash Season 4. Thử vô avatar coi. Ui, avatar cái kiểu đàng hoàng nhìn cũng đẹp nha mấy bạn. Đó, mặc dù cái gu thì nhìn nó hơi phèn phèn vậy thôi, nhưng mà vẫn chỉnh avatar được, cũng xịn đó chứ mấy bạn à. Mình chắc để như này cho nó gọi là đơn giản nhất rồi, basic nhất, tại vì mình thích màu trắng mà nó rất là đơn giản. Rồi, chúng ta sẽ vô map đầu tiên coi có những gì nha. Layout đâu để coi. Chúng ta sẽ vô map đầu tiên nha. Đây rồi, hồi nãy sorry mấy bạn, hồi nãy mình quên chỉnh nút. Rồi giờ mới có thể được này đó. Ok. Nhảy qua đó. Mình thấy chưa gì nên mình thấy cũng ổn hết mấy bạn à. Đấy. Map đầu tiên khá là dễ và nhìn nó rất là giống với Realme GS. Nhưng mà mình hiện tại thì mình vẫn chưa thấy cái gì gọi là của bên 2.2 mấy bạn à. Hình nó tối lại. Và chuẩn bị tới đoạn đồ rớt của chúng ta. Ồ đồ rớt kì. Tại sao nó lại lệch nhịp? Không biết mình là lệch cái nhạc lúc đồ rớt là thấy đúng ngay cái đoạn thuyền chứ. Chế độ thuyền này mấy bạn nè. Nhưng mà này đúng là máy bay chứ. Nhưng mà mình cảm giác như cảm giác nó nặng quá mà. Nó khá là nặng. Ok, xong. Đây có mình nghĩ đây là chắc là có lẽ là tính năng mới của Realme GS là xong một màn là sẽ có quảng cáo. Hèn chi là nó phải là free thì chúng ta phải coi quảng cáo nó mới cho free đúng không các bạn? Đấy, đâu có gì là miễn phí đâu. Đâu mình thử chơi map này nãy dễ quá, mình thử kiếm cái map nào khó nhất đi. Mà thường thường cái map khó nhất là mình phải quay ra cái cuối cùng. Đây. Đó, map cuối cùng thấy... Ồ, cái gì vậy? Ui, lần này là mình chắc chắn đây chính là Realme GS 2.2 rồi nè mấy bạn nghe. Đó, thấy chưa, mình được chơi trước luôn. Đó, mấy bạn ganh tị chưa? Ở bên cái map này thì mình mới có thể thấy được cái tính năng của 2.2, đó là chế độ platformer nè. Rồi bây giờ thử nha, bắt đầu thôi. Ui gì đây? À, né ra mấy cái ui. Né qua mấy cái gai. Ui. Đó. Ui. Ui, nhìn vậy chứ mà trông khó lắm mấy bạn à, tại vì mình không có quen cái chế độ này nữa chứ. Đó, trời ơi. Đó, nhảy quá. Mình ui, khó chịu cái chỗ là mấy con nó bắn á, với lại mình không có để ý được cái gai ở dưới nữa. Mình chỉ để ý được, tập trung được một cái gai hoặc là cái ui. Đó, đấy, rồi. Rồi. Nhảy lên. Nhảy qua. À, cái gì sao tự nhiên nhảy vô luôn rồi. Rồi. Lại nha. Lại quảng cáo. Trời ơi. Không thoải mái khi mà một số áo ngược dày tiền thật sự không thoải mái khi mà có thể mua.
có lẽ là mình sẽ mình không thể nào hoặc là mình khó mà qua được, cho nên là mình phải về lại một cái map dễ dễ một xí, đúng không mấy bạn? Đây, ở gì đây? À, map này không phải platformer này. Ok, để coi thử coi. Có lẽ là mình sẽ tập. No. Ui, hên. Yes. Nhớ đứng xem chương trình sao thoát được hạnh phúc để cùng Duy Lâm tôi hành hạ khách mời nha. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video này nha. Thì hãy nhớ nhấn nút like, share và đừng quên ấn nút đăng ký để ủng hộ mình, để mình có thêm động lực làm nhiều video mới. Và các bạn nhớ vào server Discord của mình nha, link thì mình sẽ để ở dưới. Còn bây giờ thì bye bye.